Xin chào tất cả quý vị các bạn nhé. Rất vui hôm nay được gặp lại quý vị các bạn trong một video mới. Và hôm nay em xin phép được giới thiệu một chiếc đài của hãng Hitachi, mang model là TRK-W2 hay còn gọi là Hitachi W2. Và đây là một dòng đài một cục nhé, liền hai loa liền với nhau, liền với thân giữa, gọi là một cục, có nghĩa là xách đi xách lại là nó liền nhau nguyên một khối. Và đài này nó có 3 đặc điểm nổi trội và em sẽ phân tích cho các bác. Thứ nhất là nó sử dụng đôi loa bát 15 cm. Nếu mà làm tròn ở Việt Nam thì gọi là bát 16 đấy ạ. Đấy, đôi bát này này. Để cho cái chất lượng âm thanh đưa ra khá là ok. Đường chất trong trung âm đưa ra rất là tốt nhé. Trung âm và test thì đưa ra khá là tốt. Tiếng rất là mềm và hay. Với thứ hai là gì? Là cái này nó có chỉnh bát tép riêng biệt ở trên thân máy. Đấy. Đây là cái cần gạt volume bát. Đây là cần gạt volume tép. Đấy. Rất là hay, rất dễ sử dụng. Và thứ ba là nó mang màu sắc màu ghi bạc, rất là sáng sủa, trưng bày rất là nổi trội. Đấy, đây là ba cái đặc điểm mà em thấy nổi trội ở cái đài này. Đấy, em Tuấn, kênh em Tuấn thì lúc nào cũng vậy, cũng phân tích một số cái những chức năng hoạt động rồi những điểm mạnh điểm yếu của đài. Đấy, nên là cũng hơi mất thời gian đến quý vị các bạn một xíu. Mong tất cả quý vị các bạn thì hãy theo dõi hết kênh, dõi hết hết video của em nhé và ủng hộ kênh. À, đây là phần nóc loa bên phải này. Đấy. Tất nhiên là cũng có xước sát một số phần, thế nhưng mà đài đang còn rất là zin, màu sơn zin nguyên bản và chưa sơn tút dặm vá một tí nào cả. Và cái điều đó là điều mà em lúc nào cũng vậy, là cũng ưu tiên cái độ zin của đài và cũng không can thiệp vào nhiều cái phần sơn tút làm gì cả, trừ khi nó xấu và nó dỉ quá thì em mới sơn thôi. Đấy, các bác nhìn cái căng này, zin rất là đẹp đúng không ạ? Căng tép đấy, bên loa tép này, loa tép sẽ nằm ở trên đây zin riêng luôn nhá. Và cái phần căng nó là nguyên bản này, chưa có sơn tút gì cả đấy. Còn còn phần ở dưới là phần loa bát và phần căng của nó vẫn đang còn rất là căng và đẹp đấy. Thỉnh thoảng có chảy xước một xíu nhưng mà nó đang chấp nhận được, đang còn ít thôi, thì em để nguyên bản, tôn trọng cái sự nguyên bản, nó thì nó chơi nó giá trị hơn. Và ở góc loa bên phải có một cái tem loa, tem này là tem zin của máy và nó chữ nổi nhá. Để sờ đây nó sẽ nổi lên này, tem chữ nổi luôn, rất là đẹp. Chúng ta sẽ quan sát qua phần cục giữa mặt đằng trước. Đấy, ở bên trái chúng ta sẽ có một cái đài nhỏ nhỏ nó dắt vào đây. Đây là nôm na nó là chiếc đài mini, có thể tháo rời được với con mẹ này. Là chúng ta ấn vào đây. Đấy, nó sẽ mở ra, chúng ta nâng lên và mang đi mang lại được, thì cắm cái lắp pin vào đây. Đấy, lắp chỗ lắp pin này và mang đi và gắn tai nghe vào nghe. Nôm na là nó là dạng mẹ bồng con đấy. Còn đây là chiếc con và đây là chiếc mẹ. Thế nhưng mà chức năng này thì lâu năm rồi thì cũng không sử dụng đến. Đấy, thì là chúng ta sẽ tạm bỏ qua chức năng này nhá. Em thử pin vào rồi thì không thấy nó chạy. Đấy, vì cái này về Việt Nam mình cũng ít người dùng. Đấy, cái thứ hai là phần bên này. Chúng ta sẽ có một cái logo dò sóng rất là đẹp nhá. Nhìn đang còn rất là trong và đẹp. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có một cái nút này là ấn cái chế độ về phần băng chạy nhanh chạy chậm rồi ghi âm. Thế nhưng chức năng này chúng ta bỏ qua. Chúng ta quan tâm đến cái quan trọng nhất là cái gì đây? Cái này là cái phím chức năng đây. Băng dây này, tiếp 2 này, tiếp 2 chính là cái cửa băng chính này, tiếp 1 là cửa băng phụ này nhưng bỏ qua rồi. Radio này, line in này, đấy. Có cả line in theo máy nhá, rất là tiện lợi. Và đây là bốn băng tần của radio AM, SW1, SW2 và FM. Ở dưới đây chúng ta sẽ có một cái đồng hồ công tơ đếm số của phần cửa băng này, cửa băng chính nhá, cửa băng 2. Rồi ba chế độ của tiếng của băng. Đấy, rồi đây là nút ghi âm. Ở đây có một cái cổng mic 6 ly và ở đây là cái volume mic nhá. Chúng ta sẽ không dùng đến đúng không? Cái mic này thì thường thường là không dùng đến rồi. Chúng ta quan tâm đến bốn cái thang chính này. Thang đầu tiên này trên bát này. Chép này, nó ghi rõ ở đây là tông nhạc nhá. Chỉnh riêng biệt. Các cần gạt đang còn nguyên zin hết này. Volume này, trái phải, đấy, loa trái và loa phải. Rất là ok luôn. Và bên đây chính là cái cửa băng của cái đài này. Đấy, cửa băng Meka còn rất là trong này, rất là đẹp. Và nút gia băng nó nằm ở đây nhá. Nó thiết kế của giống cái dòng sáp thì nó nằm riêng biệt ở ngoài này. Nút top nó chỉ nằm ở đây thôi. Và play đây. Đấy. Ở trên đây chúng ta sẽ có một cái quai sách zin và một cái logo model của máy. Đấy. Ở đây là cái nút dò sóng nhá. Đấy. Nút dò sóng thì nó chạy đường sóng ở đây. Và đây là một cái anten zin theo máy nhá. Anten đang còn zin bản luôn. Rất là tuyệt vời. Ở đây là nóc loa bên trái. Đấy. Đây là phần căng tép. Loa tép nhé, tất cả đang còn lành lặn, rất là đẹp. Đây là căng loa bên trái luôn. Và đây là tem loa. Em sẽ quay qua phía đằng sau. Ở bên tay trái chúng ta, bên hông này chúng có một cái
cho adapter chạy 12V cắm vào đây và hoặc điện áp 220V lắp vào đây. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ có ba hàng rắc, ở giữa sẽ là line in, bên trái sẽ là phono và ở bên này sẽ là line out, là ra thiết bị khác nhé. Đấy, và một cái nắp pin này. Đấy, rất là đẹp. Ở đây có một cái logo tem thông số của máy này, made in Japan nhé, Nhật xịn luôn. Đây là hàng xuất thì nó chạy 220 nhé. Đây ghi rõ luôn này. AC 110V này, 127V này. À, chạy điện áp của Nhật và Mỹ. Còn 220V và 230V là sẽ chạy ở Đông Nam Á, châu Á và châu Âu. Đấy, rất là vuông thành sắc cạnh luôn. Và sau đây em Tuấn sẽ test thử cái phần băng dây cho các bác nghe nhé. Đấy, nút gia băng nằm đây này. Đấy, nút đầu tiên này này. À quên, em sẽ bật nút nguồn đây đã nhá. Ở đây có nút nguồn ở đây bác nhá. Đây đèn nó sẽ đỏ đây này. Đấy. Rất là hay. Và sau đây em sẽ test qua phần radio. Chúng ta sẽ test em trước nhá. Với yêu cầu đó, hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động thanh tra là vấn đề đặt ra. Từ nghị trường đến cuộc sống. Nghe lời nói, khuôn mặt sạm nắng của gã mỉm cười. Đừng chắc đến vậy, phần lớn đám này đã theo ngài trong hàng chục trận đánh. Với chúng... Metro, trường học cùng toàn bộ hệ tiện ích trải khắp dự án. Đặc biệt tòa tháp Zurich 1 sắp ra mắt tại xe Zurich với tầm nhìn hướng hồ, hứa hẹn mang đến không gian sống cân bằng và thịnh vượng để chủ nhân tận hưởng trọn vẹn từng phút giây ngay tại trung tâm sôi động phía đông thủ đô. Ok, hai em. Và đừng quên rằng, bạn nói thêm, trong chúng tôi có rất nhiều người cải đạo giống như ngài và tôi. Và những người này, một khi phải lựa chọn, sẽ không bao giờ quên mình thuộc về phía nào. Nhưng tôi hy vọng... Và tiếp theo chúng ta sẽ test qua phần line in. Em thấy FM bắt rất là tốt và AM bắt thì hơi sôi một xíu nhưng mà vẫn bắt được nhá. Vì ở chỗ em thì đang bật nhiều đèn LED nên là nó cũng ảnh hưởng về sóng một xíu. Về nhà các bác thì có thể là nó nét hơn. Riêng ở chỗ nhà em nó lại cái khu này nó lại thế. Và sau đây em sẽ test qua phần line in thì chúng ta gạt nút chức năng này sang phần line in. Và chúng ta sẽ nghe những bản nhạc yêu thích qua điện thoại máy tính. Rất là tiện. Em sẽ test thử một đoạn đến khúc Tuấn Vũ nhá. Lâu rồi không nghe thì nghe nó khác đi một tí xíu.
nơi nơi bên mái chân nghèo ngồi quan bếp phòng trong bánh trưng chờ trời sáng đỏ hay hay tiếng rất là hay. Thu qua đông tàn nàng xuân mới sang muôn sắc huy hoàng xuân này nếu vắng em lạc bầy chim yến bay ngày xuân như đau buồn nếu xuân này vắng OK, và em Tuấn xin phép được dừng cái video test chiếc đài Hitachi VK2 đây nhá. Và thời gian nó cũng không cho phép được nên là em cũng dừng cái video đây rồi. Thời gian cũng khá là dài rồi. Và chiếc đài này em giao lưu với giá là 3.600.000 đồng nhá. Bao ship cho các bác, tặng các bác 2 cuốn băng. Đấy, bác nào có thể mua bên em rồi thì chuyển khoản đủ, mà bác nào chưa mua thì có thể cọc trước 500.000 cho đến 1.000.000. Thì em ship đài đến và các bác thanh toán hết số tiền còn lại cho bưu điện giúp em nhá. Cái số điện thoại của em Tuấn là 0822111444. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video lần sau nhé.